Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại nhà của chúng tôi. Và hy vọng là những video sau đây của chúng tôi sẽ thật là hữu ích dành cho tất cả các bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục của ngày hôm nay nhé.
Thank you.
đồ ngoài lọc về toán không quá xong hết ở cái đợt này không chưa gì xong hết kinh đơn thì nay đã hai mấy rồi. Thank you.
Thank you.
làm nhà thì cũng biết.
gọi lên trước. Gọi lên trước cho em có gì ạ? Con nghe cả. Chờ đi. Chưa kết thúc video chưa? Rồi. Không, em. Em theo của bạn. Em nâng canh. Bọn này đấy lại được cái mũi này rồi. Thank you.
tiền. Thank you.